Rồi, và hôm nay thầy hướng dẫn các bạn là phục chế một cái bức hình. Thì để phục chế một bức hình thì chúng ta sẽ làm những bước như sau. Bây giờ thầy bỏ cái bài này đi đã. Rồi, các bạn lấy cái bài hôm trước mình học á. Hôm trước mình có cái tài nguyên mà phục chế ảnh đó. Tài nguyên phục chế ảnh trong cái phần cân chỉnh ánh sáng nhá. Đó. Thì bước đầu tiên là các bạn sẽ mở cái file này lên cho thầy, kéo thả cho Photoshop. Để phục chế hình thì bước đầu tiên các bạn sẽ mở file và kiểm tra cái file này. Thì cái file này để phục chế thì các bạn xem nó đã để hệ màu gì. Thì các bạn nhìn đây bạn thấy là đang ở hệ RGB là được rồi. Nếu mà những hệ màu khác thì các bạn sẽ vào ở mode, các bạn chọn là RGB. Nếu nó ở dạng màu xám grayscale thì mình chọn về RGB, hoặc Semica thì mình cũng chọn về RGB nha. Bước thứ hai là mình kiểm tra bức hình này là ken hay là hình chụp hay là hình gì đó để mình dễ làm việc. Thì đối với cái bức hình này các bạn nhìn có thể đoán ra đây là hình chụp hay là hình scan hay là hình sao? Biết ngày giờ chụp không? Biết chụp ở đâu không? Rồi, thằng chụp mới biết thôi đúng không? Thì cái bức này thì thầy sẽ, các bạn có thể biết được người ta chụp bằng máy gì, ngày chụp bao nhiêu, đúng không? Thì các bạn để biết được điều đó thì mình sẽ vào file. Các bạn chọn cho thầy là file info. File info tức là nó chứa tất cả những thông tin liên quan đến bức hình này. Thì các bạn xem cái file này, cái phần data, camera data này thì bạn thấy là cái phần mic, tức là phần chụp á, cái phần sử dụng máy á, thì ở đây các bạn thấy là model mọi thứ không có thông tin gì hết, đúng không? Rồi cái phần gì đây, nó chỉ có mỗi cho mình biết mỗi phần là kích thước của cái file này thôi và độ phân giải của cái file. Do đó mình khẳng định cái file này là file hình scan, đúng không? Hình scan. Đó. Bây giờ thầy mở một tấm khác để mình xem. File open. Bây giờ thầy mở một tấm hình này đi. Bức hình này. Bây giờ để kiểm tra bức hình này thì mình cũng vào file. File info. File info ở đây các bạn sẽ chọn là gì? Camera. Trong phần camera bạn thấy là gì? Mic, tức là nó đang chụp ở cái máy Sony. Rồi kiểu máy, lens tức là cái ống kính, đúng không? Loại ống kính, độ dài của ống kính. Rồi đây là các độ dài của ống kính này. Exposure là độ phơi nhiễm, là đang chụp ở chế độ 1:640 giây, đúng không? 1:640 giây. Và f/2.8 là khẩu độ. Khẩu độ này là tốc độ, này là khẩu độ. ISO là đang để 50, 50. Và kích thước của file ảnh là chỗ này, đúng không? Độ phân giải của file ảnh là 350 hả? Đó, pixel. Bấm xuống đây thì bạn biết được ngày chụp, ngày giờ chụp của bức hình này, đúng không? Ngày giờ của bức chụp bức hình. Đó, thì các bạn có thể xem những cái thông tin khác nó có hay không. Đó, thì mình sẽ có thể biết thêm được ha. Đó. Rồi, bây giờ trở lại với cái bài phục chế hình này. Bây giờ mình khẳng định đây là cái bức hình là đã scan rồi. Thì bây giờ bước đầu tiên các bạn sẽ phải xóa những cái mụn hoặc là xóa những cái vết chầy xước trên một bức hình. Thì để xóa những cái bức cái hình này thì mình sẽ dùng công cụ gì đây? Mình sẽ phóng lớn lên. Đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái công cụ là Bud Tool. Bud Tool là một công cụ hữu dụng cho vấn đề mình xóa những cái mụn hoặc là vết chầy xước nha. Ví dụ cái chữ này thì bạn khoanh tròn ở cái chữ này. Các bạn khoanh hết cái chữ này, sau đó mình kéo ra cái vùng màu đẹp nhất để mình xóa. Lưu ý là mình phải khoanh cho bằng hết nha. Rồi. Các bạn không nên khoanh nhiều. Ví dụ bạn khoanh như vậy, khoanh không hết thì khi bạn kéo ra đây thì nó sẽ bị hiện tượng là bị lem, đúng không? Nó sẽ bị hiện tượng lem.
Do đó khi khoanh thì các bạn sẽ khoanh hết cái chữ, làm từ từ cũng được. Đó. Sau đó thầy cố gắng khoanh như vậy. Đó. Khoanh như vậy ha, kéo ra đây. Rồi, khoanh ra. Ok. Đó. Được chưa? Rồi mình xem cái trên bức hình này còn cái chỗ nào để bạn xóa không. À, ví dụ mấy cái phần này bạn có thể khoanh đi, hoặc là trên trên này. Đó. Nếu có mụn hay gì đó, hoặc là những cái vết chảy xước thì bạn cũng có thể xử lý cái hình này. Nói chung là cái hình này thì cũng không có gì về phải sự khoanh nhiều đúng không? Ví dụ chỗ này thì nó hơi dơ, mình bỏ đi, mình khoanh bỏ đi thôi. Rồi sau khi bạn tút xong về cái hình xóa lớp chảy xước thì các bạn sẽ cân chỉnh ánh sáng cho bức hình này. Đó, cân chỉnh ánh sáng thì các bạn sẽ làm sử dụng cái hộp thoại nào đây? Vào đâu? Vào email đúng không? Ở Shutman chọn Cover. Chọn Cover. Ở đây các bạn có ba cái ống hút. Các bạn chọn cái đầu tiên. Các bạn click vô cái màu tối nhất của bức hình, tức là màu đen nhất của bức ảnh. Nhớ bật cái gì đây? Bật review để mình xem ha. Đó. Đó, mình check cho cái phần tối nhất của bức hình. Bạn có thể check nhiều chỗ để mình kiểm chứng đúng không? Mình kiểm chứng. Đó, mình xem. Rồi nếu chưa, tiếp theo là mình sẽ check cho cái phần màu xám. Màu xám của bức hình. Ví dụ cái kiếm chỗ nào nó xám mình check vô, còn không có thì thôi. Ví dụ phần áo này, cái phần xám xám nào đó tối tối mình check vô. Rồi tiếp theo là các bạn đây đúng không, mình chưa check được rồi. Đó. Được chưa? Tiếp theo là bạn check vô cái phần trắng nhất của bức hình. Trên bức ảnh này thì cái chỗ nào trắng nhất, ví dụ như phần áo này, hoặc là cái phần chỗ con mắt này, thấy không? Đó, hoặc là những cái chỗ nào mà trắng mình có thể cân lại được thì các bạn sẽ chọn cái đó, cái chỗ đó. Rồi nếu chưa đạt nữa thì mình có tăng cái đồ thị lên để cho bức hình nó sáng lên, được chưa? Rồi xong bước cân chỉnh về ánh sáng, nhấn OK. Đó. Chỗ này nó chưa đen lắm ha, thì các bạn có thể tách bỏ đi cũng được. Cần chân Z mình làm lại chỗ này đi. Cover lại nha. Rồi click vô phần tối nhất bức hình này. Được chưa? Cho nó đen tối luôn. Rồi click vô phần xám của bức hình này. Click vô phần trắng của bức hình này. Rồi chưa đủ thì tăng cái đồ thị lên chút. OK. Rồi những cái phần khác, ví dụ như cái nền, các bạn có thể khoanh cho mấy cái phần này này, mình có thể sử dụng công cụ khoanh tròn được ha. Hoặc là hôm trước mình học cái công cụ là close stem, các bạn có thể là tăng cái để antennas, các bạn hút cái màu đây, sau đó mình dập xóa mấy phần này đi, cho nó đều cái hình này, cái bụi á. Đó, ví dụ phần dưới này cũng vậy nè. Đèn ta nát click vô đây, sau đó mình kéo xuống đây. Rồi các bạn làm sơ sơ cũng được. Lấy cái phần dơ dơ ở đây mình bỏ đi. Rồi xong. Rồi mình tút xong rồi đúng không? Rồi phần tiếp theo là gì? Các bạn có thể
chỉnh màu đúng không? Các bạn có thể chỉnh màu, ví dụ cái khuôn mặt này các bạn thấy màu nó hơi vàng, giống như bệnh gan vậy nha. Nó bị vàng thì bây giờ mình sẽ cân nó lại bằng cách là gì? Mình vào menu image, các bạn chọn cái công cụ là cái bảng là select color, tức là mình chỉnh theo kênh màu đúng không? Ở đây thầy cần chỉnh cái màu vàng, thầy sẽ chọn kênh màu vàng. Sau đó thầy kéo cái thanh trượt theo thông số âm để thầy bỏ cái màu vàng, còn kéo số dương thì các bạn thấy là gì? Nó sẽ vàng lên đúng không? Giờ mình giảm cái vàng này xuống này. Mình kéo vàng, mình bỏ vàng luôn, không cần dùng vàng nữa. Ok. Nếu bạn muốn bỏ đỏ thì mình sẽ chọn kênh đỏ. Đó, mình tăng hoặc giảm cái màu đỏ này đi. Đó. Rồi bạn muốn chỉnh tăng đen lên, chọn đen thì mình chọn công cụ cái kênh màu đen. Mình sẽ tăng cái đen lên một chút. Đó, cho nó đậm đà lên. Rồi tiếp theo mình có thể cân bằng cái bảng gì? Các bạn có thể sử dụng cái bảng Color ba lăng để mình cân cái màu của nó. Đâu rồi? Color ba lăng nè, hôm trước mình học rồi. Ctrl B đúng không? Đó, thì bây giờ mình muốn chỉnh nó đỏ lên một tí cho nó hồng hào thì mình tăng cái thanh trượt này lên một chút. Đó. Này. Cái này thì do mình cảm nhận và cái màn hình của máy mình tốt thì mình sẽ ok. Bạn cứ tắt mở để mình kiểm tra trước khi chỉnh và sau khi chỉnh có ok không thôi. Thì nó không có một cái thông số nào cụ thể nha các bạn. Ok. Rồi phần tiếp theo là gì? Thầy muốn xử lý da trước khi thầy làm những phần khác. Thầy sẽ làm mịn da. Thì đối với những người thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn nên tìm kiếm một cái lên mạng á, search cái loại Knit in May, phần mềm chuyên để xử lý mịn da, các bạn cài cái plugin nó vô đây thì nó sẽ nằm ở trong này, gọi là Knit in May nha. Còn đây mình không có thì mình sẽ sử dụng những cái có sẵn trong Photoshop thôi, nó không bằng nhưng mà nó sẽ tương đối. Đó, bây giờ thầy sẽ nhân bản lớp này lên. Trước khi làm mịn da thì bao giờ các bạn cũng nhân bản cái lớp này lên. Mình sẽ đặt tên cái lớp này là da đi. Enter. Rồi. Để làm mịn da trong Photoshop có nhiều cách. Mình sẽ vào file filter. Đầu tiên thầy giới thiệu cho các bạn là trong phần noise. Noise tức là hạt, là nhiễu. Ở đây thầy sử dụng một cái là median. Median là một cái hiệu ứng dùng để làm mịn, làm mờ, làm mịn da. Thì thầy bấm vào đây. Thì lúc này các bạn thấy cái radius là mình tăng lên thì nó sẽ nhòe đi như vậy. Thì đối với cái này thì chắc để khoảng 2 hoặc 3 là được. Đó. Thầy đang sử dụng cái median nha. Ok. Rồi. Ok. Thì khi đó nó nhòe hết như vậy thì các bạn sẽ tạo mặt nạ cho thầy, được chưa? Tạo mặt nạ, sau đó mình lật màu đen lên, dùng cây cọ brush, các bạn sẽ đi vào cái phần mắt này, lấy lại cái nét cho thầy. Đó, thì nó còn lớp ở dưới mà. Đó. Do nó còn lớp ở dưới nên các bạn sẽ lấy lại cái phần nét này được. Rồi, như là phần mũi này, miệng này ha. Rồi những cái phần chi tiết ở tai, ở tóc này, đó thì bạn sẽ quét về về cái phần này lại. Mình chỉ chừa cái da lại thôi. Các bạn chừa cái da lại. Thì đây cũng là một cách sử dụng median. Được chưa? Bây giờ thầy không xài này nữa, thầy bỏ đi. Thầy hướng dẫn các bạn cách thứ hai. Bỏ luôn. Rồi nhân bản lớp này lên. Bây giờ thầy làm cách thứ hai này. Đặt tên đây là cũng là da này. Làm cách thứ hai thì bây giờ mình vào filter, chọn đúng cái lớp mà mình muốn làm, vào filter. Ở đây thầy sẽ sử dụng trong cái phần blur. Blur tức là cái nhóm làm nhòe đúng không, làm nhòe cái hình ảnh. Thì đây thầy sử dụng cái smart blur. Smart blur là rất hữu dụng cho những cái công việc là phục chế những tấm tấm hình cũ đúng không. Tấm hình cũ thì mình nên sử dụng cái smart blur này. Rồi trong cái phần smart blur bạn thấy nè, đó mình phóng bấm vào dấu cộng rồi mình zoom lớn lên để thấy nè, được chưa? Đó mình canh chỗ này nè,
Đó, phần da này, không? Thì cái chỗ này mình tăng hoặc giảm cái radius nè. Đó, cái radius là cái độ mịn đó, khi mình tăng lên thì nó rõ hơn này, ha. Cái thia hâu tức là cân cân bằng lại cái thằng này. Khi bạn chỉnh cái radius thì bạn muốn cân bằng lại thì mình dùng nó. Nếu mình tăng lên thì bạn thấy nó rất là mất nét, đúng không? Mất hết nét. Nên các bạn giảm cái thia hâu này xuống để mình còn thấy nét. Đó, còn thấy nét nha. Đó, mịn da nhưng mà vẫn còn thấy nét. Đó, chứ đừng có để mất nét quá mình sẽ hư hết. Rồi tương đối. Ok. Bây giờ bạn thấy cái da nó đã mịn rồi. Nhưng mà khi bạn sử dụng Smart Blur thì nó sẽ gây ra cái gì? Nó sẽ gây ra một cái hiện tượng đây. Nó bị rạn. Nó bị rạn. Rạn hình. Do đó chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ nữa là công cụ Blur Tool. Các bạn vào trong thanh công cụ chọn Blur Tool. Các bạn giảm cho thầy cái gì đây? Cái Strength có thể là mới một đầu nó đang để 100%. Thì các bạn giảm thấp xuống cho thầy. Bao giờ cũng vậy. Thấp xuống khoảng tầm mười mấy 20 là mình sẽ quét từ từ vô. Thay vì các bạn quét một cái thì mình sẽ quét ba cái, bốn cái. Thì từ từ mình sẽ kiểm soát được cái độ của nó. Thì ở đây các bạn chú ý cho thầy là mình sẽ đi vào những cái phần mà nó đang bị rạn ra như vậy. Do cái hiệu ứng Smart Blur gây ra thì mình sẽ đi vào đây. Chúng ta cũng không nên đi vào cái phần nét nhiều nha. Đó, mình sẽ đi vào cái phần nó bị rạn hình đây này. Đó, cái chỗ này này ha. Đó, thì mình cho nó êm đi. Nó êm đi. Rồi, mình không đi lên, đi vào nét ngoài nha. Mình chỉ cần đi vào cái chỗ nào nó bị rạn thôi. Các bạn bỏ nhiều thời gian ra thì chúng ta sẽ làm nó đẹp, còn không có thời gian thì thầy làm rất là nhanh. Rồi ví dụ phần cổ này mình cũng thấy nó đang bị rạn nữa không? Đó, mình bôi vô đây. Đó, thì nó sẽ êm đi, nó sẽ mờ đi, nó êm đi. Êm đi rồi. Thấy không? Đó, rồi phần dưới tay chẳng hạn, da tay này đó. Mình đi vào đây cho nó êm đi. Kỹ thì bạn đi làm nhiều lần. Rồi phóng lớn thu nhỏ liên tục để mình kiểm tra được cái độ của nó ha. Ví dụ mấy chỗ này to thì mình nên phóng lớn cái đầu cỏ lên, phím dấu ngoặc á. Trên bàn phím các bạn có phím dấu ngoặc kép á, thì mình có thể phóng lớn thu nhỏ cỏ. Rồi. Đó, mình đi hết cái phần da này cho thầy. Rồi lên phần trán đây. Phần trán thì thu nhỏ cỏ lại. Thế thì đối với những hình cũ nó hay bị cái tình trạng sử dụng như thế này. Ok, tạm thời như vậy nha. Rồi, bây giờ tiếp theo là gì? Mình có được cái da rồi. Đó. Phóng lớn khuôn mặt lên ha. Rồi, xử lý một chút chỗ này nữa. Rồi, bây giờ thầy muốn cho nó có độ đậm của khuôn mặt này, giống như là bạn kẻ lông mày trang điểm cho nó đó. Thì giờ thầy hướng dẫn các bạn tiếp một cái công cụ nữa là bên này, công cụ dope tool và burn tool. Burn tức là mình sẽ làm cho nó tối ảnh, burn là tối lạnh. Thì giờ các bạn cũng kiểm soát cái exposure này, tức là cái phơi nhiễm này. Các bạn giảm nó xuống từ khoảng 10 hoặc dưới 10 gì đó. Đó. Rồi các bạn sẽ đi vào những cái phần tối, ví dụ mắt này, những cái điểm nét này, mắt này ha. Lông mày này, đó mình đi vào lông mày giống như mình kẻ lông mày vậy đó. Vẽ cho nó tối đen đen dài dài ra chút để cho cái hình mình nó đậm đà lên. Đó, mình kẻ vô đây. Các bạn nhớ giảm xuống nha, còn không giảm xuống khi mình quét vô thì nó sẽ đen quá, mình không kiểm soát được. Mình phải vẽ từ từ, giống như lông mày các bạn gái hay vẽ lông mày thôi. Thì các bạn cũng phải kẻ từ từ. Đó, ví dụ mấy cái phần tối này nè. Rồi miệng này ha, các bạn đi vào để cho nó nổi, cho nó đậm lên. Đó, mấy cái phần nét, tóc. Đó. Phần tóc nè,
Tóc thì các bạn muốn cũng vậy. Tóc thì mình nên tăng nó lên để cho nó nhanh. Mình đi vào đây cho nó bóng. Rồi, các bạn kẻ vô đây, đi vô đây. Nó tạo khối cho cái tóc của mình nó đậm hơn. Thì kỹ thì bạn nên thu nhỏ cọ lại, bạn vẽ từng sợi một thôi. Rồi phía dưới này cũng vậy ha, mình sẽ đi vào đây, vẽ vô đây. Mình vẽ vô đây ha. Đó, vẽ. Vẽ nhỏ thôi. Rồi phía dưới này nữa, mình đi xuống phần dưới này. Phần dưới này thì có cái quần áo này. Đó, những cái nét nhăn của cái áo thì mình cũng đi vào cho nó đậm lên. Mình đi vào phần chỗ phần tối này ha. Tối sẽ đậm lên này. Rồi. Đó thì cái công cụ này là làm tối ảnh. Thì ngược lại với tối ảnh thì sẽ có công cụ làm sáng ảnh. Ví dụ như là cái đây, đốp. Sau khi bạn làm tối xong thì mình sẽ chuyển sang mình đi những cái phần làm trắng ảnh. Ví dụ như là bạn muốn nâng cái mũi này cao lên thì mình có thể tô phần trắng, đúng không? Mình dùng đốp, mình sẽ tăng cái phần trắng trên sống mũi này lên. Đó. Đó. Các bạn quét vô phần sống mũi này, nhớ tăng cái này lên ít thôi, khoảng 9-10 thôi thì mình sẽ đi được cái phần mũi này cho nó trắng lên. Thì khi cái mũi này nó cao, nó trắng lên thì nó sẽ cao mũi thôi. Giống như các bạn hay xem bên hát bội tuồng ấy, người ta hay đánh cái mũi này. Đó, như phải mấy cái chỗ này thì mình sẽ làm cho nó trắng lên ha, cho nó nổi khối lên, như gò má này chẳng hạn này không. Đó. Môi này mình đi vô cho nó mọng môi này, tai này, phần trán thì mình cho nó sáng phần trán lên, thông minh, đúng không? Đó. Đó. Mình cho nó trắng sáng lên phần gò má này, cằm này ha, đó. Khối cằm này đó, rồi xuống cổ này, đó. Khối cổ này. Đó, mình đi cho vào khối cổ này. Rồi tiếp theo là phần tay nè, mình cho nó trắng trắng phần tay lên chút cũng được này. Cho nó nổi khối của cái tay nè, thấy chưa. Đó. Rồi cuối cùng là mình sẽ đi vào những cái phần như là trang sức hoặc là áo. Đó, ví dụ áo này thì nó cũng có khối, có khối thì cũng có trắng có tối, nên mình cũng đi vào cái phần áo này để cho nó nổi cái phần nét của cái áo lên. Thì đây là cái công cụ rất hữu dụng, tức là làm trắng ảnh nha, làm trắng ảnh dưới làm xốp. Rồi ví dụ phần tóc này thì các bạn nên thu nhỏ cọ lại, thu nhỏ cọ lại, và mình sẽ dùng tiếp tục công cụ làm trắng ảnh. Mình tăng cái này lên chút ha. Rồi, các bạn quét vào cái phần tóc nè, các bạn thu nhỏ cọ, quét từng sợi một thì mình sẽ tạo ra được cái độ bóng cho cái tóc nha. Đó, các bạn muốn tạo cái độ bóng cho cái tóc thì mình sẽ quét từng sợi một như vậy. Đó, thì nó sẽ tạo cái độ bóng cho cái phần tóc ha. Đó. Các bạn muốn đẹp thì mình phóng lớn lên và mình đi chi tiết đó. Ok. Rồi cái phần trong này cũng vậy này, mình cho nó trắng lên chút này ha. Nhưng mà để giảm xuống nha, đừng để cao quá nó sẽ không hay. Các bạn nên giảm xuống này đó, mình đi vào cái phần trắng của con mắt này. Rồi, tại con mắt rất quan trọng ha, người ta xem cái hình của các bạn là ta xem rồi, ta nhìn vào cái phần con mắt đó. Ok, thì sau khi các bạn làm được những cái này rồi thì bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo các bạn có thể trang điểm cho nó. Ví dụ như là giờ mình sẽ làm cái lông mày nó, lông mi nó cong lên, gắn lông mi cho nó. Gắn lông mi thì ở đây các bạn sẽ dùng cho thầy cái công cụ này. Cũng trong cái phần đây. Các bạn sử dụng cái mousse, đó, mousse này. Các bạn giảm cái đầu cọ nhỏ xuống. Rồi giảm bớt cái strand này xuống. Và các bạn đi theo cái lông mi của nó này, bạn kéo này. Thì bạn sẽ vẽ cái lông mi này nó dài ra. Thank you.
Chú ý là mình vẽ nó phải hơi cong một chút ha. Cái này thì vẽ hơi dài để các bạn rõ thấy á, chứ còn thực chất là nó không dài như độ. Ví dụ người Thái thì Lào Thái thì nó hay có cái cong cong của mắt này không? Đó thầy làm mẫu thôi nên thầy vẽ hơi hơi lố một xíu nha các bạn. Đó đó là cái cách mình có thể tạo ra cái phần lông mi, thấy không? Đó, thấy chưa? Rồi tiếp theo là gì? Khi bạn lên được hết những cái đó rồi, bây giờ mình chuyển sang một cái là đánh môi son, làm má phấn, đánh mí mắt, thấy không? Rồi đầu tiên thì thầy sẽ làm cái gì đây? Đổi màu môi son này, đổi màu môi này. Thì để đổi màu môi thì tốt nhất các bạn nên dùng công cụ pen, mình đồ theo cái bờ môi này. Các bạn vẽ vào cái phần thịt của cái môi nha. Vẽ thật cẩn thận ha. Vẽ môi mà tay run run hả? Rồi các bạn đi cái phần thịt thôi nha, đừng cố gắng đừng có đi vào cái phần khác. Muốn sửa lại thì đè phím Ctrl, các bạn click vô đây mình sẽ điều chỉnh lại. Mình điều chỉnh lại các cái nốt này nè. Rồi tiếp theo là gì? Mình tiếp tục đi cái phần răng này mình chừa lại này, cái độ hở của cái răng á thì mình sẽ chừa lại ha. Đó, mình cũng tạo một cái phần tròn đây. Đó, rồi các bạn phải click ra ngoài. Đây mình phải chọn click phải ha. Các bạn click phải mình chọn là make selection này, hoặc nhấn Ctrl Enter cũng được. Mình để khoảng một cái feather, một để nó mềm ra. Đó, để nó mềm này ra này. Rồi bước tiếp theo của cái phần này thì bạn sẽ lưu cái vùng chọn này lại để lát nữa mình sửa lại. Mình vào select, chọn cell selection, đúng không? Shape selection. Shape selection đây mình đặt tên là môi. Để lát nữa mình cần cái vùng chọn mình sẽ lót lại môi. Ok. Rồi, ví dụ như thầy bỏ chọn đi. Bây giờ thầy muốn lấy lại vùng chọn thì đơn giản thôi, các bạn vào select nè. Đó, hôm nãy mình sell thôi, giờ mình lót lại thôi. Mình chọn lót. Mình chọn lót ha. Ở đây thầy chọn môi nè. Ok nè, thấy chưa? Đó, mình sẽ lót lại nè. Đó. Rồi sao cái da này mình bị mất da rồi. Nãy bị xóa cái gì mất cái phần da rồi hả? History lại nha, mở history lại nha, nó mất cái da rồi. Đây nè, thấy không? Đó. Ok. Rồi, làm lại chỗ này ha, make selection. Bây giờ cái chỗ này nó chỉ được mỗi cái trong à. Rồi, bỏ đi mình click phải lại nè. Đó. Ok. Lưu lại cell save selection. Đặt tên là da. Ok. Rồi, lát nữa mình bây giờ bạn đổi màu môi nè. Bây giờ mình vào image adjustment. Hôm trước mình học cái bảng là Huration. Huration là chỉnh màu đúng không? Chọn Huration nè. Các bạn muốn chỉnh toàn bộ cái bờ môi này, chỉnh màu toàn bộ bờ môi này, các bạn check cho thầy vào cái phần Colorize nè. Check cho phần Colorize thì nó áp toàn bộ cái hình của mình. Sau đó các bạn kéo cái thanh trượt hue này để bạn tìm cái màu mình thích, đúng không? Đó, hướng này là màu đỏ, hướng này là màu tím. Đó, ví dụ mình cần môi tím mình sẽ chuyển sang cái môi tím. Mình cần nó đậm lên thì các bạn tăng cái saturation lên. Đây là độ thẩm thấu. Đó, thì mình tăng nó lên thì cái môi này nó ok hơn, nó đậm hơn. Đây là môi tím. Đó, tùy bạn nha. Ok, bỏ chọn. Đó, các bạn thấy sửa lại thì lát nữa mình sẽ mở lên lại. Tiếp theo các bạn muốn
bánh mí mắt. Bánh mí mắt thì đơn giản thôi, các bạn sẽ vẽ cho thầy một cái hình chữ nhật qua đây. Sau đó cái mí mắt thì mình màu gì ta? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một layer mới đi. Tạo một layer mới nha. Giờ mình sẽ tìm cái màu cho mí mắt. Mí mắt thì chắc là môi đỏ thì mắt xanh à. Rồi môi đỏ mắt xanh nè. Chắc phải tím mới đồng bộ chứ nhỉ. Thôi mắt xanh đi cho nó khác. Ok. Rồi alternate delete tô màu lên. Được chưa? Bỏ chọn. Đó, cái lớp này thấy chưa? Bây giờ các bạn sẽ tạo cái mặt nạ cho cái lớp này, lớp màu xanh này. Vào layer mask. Ngày xưa các bạn xài cái revert mask, tức là nó giống như là mình click ở đây này. Đúng không? Mình click đây này, nhưng mà giờ mình chọn hai ô, tức là nó ẩn luôn cái thằng này đi này. Để bấm hai ô này, đó cái mặt nạ này nó ngược lại nhá. Nó ẩn luôn. À, thì ngày xưa mình dùng màu đen để mình bôi, nhưng mà giờ mình sẽ dùng màu trắng. À, mình sẽ dùng cái màu trắng, mình sẽ quét lên đây, à, quét đây. À, nó sẽ lấy cái phần đó ha. À. Đó. Rồi các bạn sai thì mình sẽ lật cái màu đen lên. Đó, mình sẽ gom nó lại ha. Lật màu đen lên, gom nó lại cái phần này. Mình đánh cái mí mắt thôi chứ không phải đánh trên này đúng không? Hồi nãy thầy không biết đánh cả trên này luôn, người ta chửi quá trời. Ok. Phần này lem ra thì mình xóa đi, mình lật cái màu trà đen lên, mình lui lại. À, mình xóa bớt này đi ha. Đừng có để dính vô lông mi. À. À, chỉ là mí mắt thôi đúng không? Nó chỉ là mí mắt thôi. Xóa sạch cái này đi ha. Rồi các bạn có thể giảm, chọn cái bên này bạn giảm cái opacity cho nó mờ mờ xuống thôi. Mình đánh mắt nhẹ thôi đúng không? Đó. Nhẹ xuống thôi. Được chưa? Hơi xấu đúng không? Rồi. Chọn mặt nạ. Ví dụ chỗ này mình cho đậm lên chút nè. Đó. Đại loại là vậy ha. Thì bạn giảm mờ mờ xuống. Tiếp theo các bạn muốn làm móc lai tóc. Mình làm cái móc lai cho tóc đi. Thì bây giờ mình cũng tạo một layer mới nè. Các bạn vẽ cho thầy vào cái phần tóc nè. Được chưa? Các bạn vẽ cho vào phần tóc. Sau đó tô cho nó cái màu. Ví dụ mình móc lai màu gì? Màu xanh luôn đi ha. Ok, alternate delete. Rồi cũng tạo mặt nạ cho nó. Vào layer mask, chọn hai ôn. Sau đó mình dùng công cụ là brush thu nhỏ cái cọ lại cho thầy. Và các bạn đi vào phần tóc. Lật cái màu trắng lên nha. Nhớ là màu trắng là màu mặt nạ ha. Đó, các bạn vẽ vào phần tóc nè. Mình móc line mà ha. Nếu mà thích line màu gì nữa thì tiếp tục. Ví dụ mình thêm một màu nữa đi. Chơi màu tím đi ha. Đó. Rồi alternate delete. Alternate delete. Chết cha. Vẽ vùng tròn chứ đúng không? Tạo vùng tròn cho nó. Rồi alternate delete lên đây. Rồi tiếp tục tạo mặt nạ cho nó. Vào layer mask, chọn hai ôn. Được chưa? Rồi lật cái màu trắng lên, dùng cái cọ lại tiếp tục đi vào đây. Mình chơi hai màu đi ha. Màu đen giờ nó vậy mà. Lớp mình có mấy đứa nó cũng vậy đó.
Rồi. Được chưa? Đó. Nếu bạn cần thiết thì mình giảm mờ mờ xuống thôi. Mình giảm mấy này thấp xuống, giảm opacity mờ mờ xuống. Rồi, control trừ. Rồi, thu nhỏ lại. Đó, mình thấy cái tóc nó hơi màu đen mà, đúng không? Hơi màu màu lên. Hoặc là cái tóc chỗ này các bạn muốn móc lại thì mình cũng làm đó. Nè. Rồi tiếp theo là gì? Các bạn đổi cái màu áo. Các bạn tạo vùng tròn chung quanh cái áo này cho thầy. Tạo vùng tròn chung quanh cái áo ha. Mình dùng công cụ pen thì các bạn sẽ vẽ được những cái đường cong này rất là tốt. Rồi, ok. Cái phần áo dưới này bạn cũng tiếp tục mình vẽ ở đây. Rồi, click phải chuột Make Selection. Trường hợp mà nó bị mỗi chỗ này thì mình click ra ngoài nè. Đó, rồi bỏ đi mình click lại nè. Ok. Chỗ này bây giờ mình cũng lưu vùng tròn lại cho thầy và select những cái gì có khả năng xài lại á, thì mình nên lưu lại nha. Rồi cái này mình đặt tên là áo nè. Ok nè. Rồi Ctrl U đổi màu. Vào Image Adjustment. Chọn Hue Ratio. Đó. Ok. Tại sao vậy? Tại vì các bạn phải chọn đúng vào cái lớp của nó. Ví dụ ở đây là cái lớp này nè. Không, chọn đúng vào cái lớp này. Rồi thì nó mới nhận. Rồi, lưu ý cho thầy là gì? Check vô color size để nó áp toàn bộ cái hình này. Còn nếu bạn không check thì sao? Không check thì bạn chỉ có chỉnh được như vậy thôi nè. Không, nó không có toàn bộ cái áo. Nó không có toàn bộ áo, nó chỉ có cái màu nào chỗ đậm thôi. Nên các bạn check vô đây thì các bạn đổi được toàn bộ cái màu của cái áo ha. Rồi cái môi tím thì mình cũng nên mặc cái áo màu tím đúng không? Môi tím mắt bầm. Đó, mình để xanh xanh. Rồi ok, lát nữa không được thì mình sẽ cần Ctrl D bỏ xử lý lại sau. Cần Ctrl trừ thu nhỏ lại. Rồi ok ha. Rồi. Đó, tương đối được rồi ha, tương đối. Nếu bạn ví dụ cái môi này bạn muốn đổi màu môi thì sao? Thì vào lại menu select nè, lost selection nè, chọn cái tên 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 gì? Ủa không có tên môi à? Nãy chưa lưu à? Này là tên da à? Nãy đặt da chứ không đặt tên môi à? Đó thì mình lót lại này, thấy không? Rồi cần chân u lên mình đổi màu lại thôi, cần chân u lên. Đó, nếu bạn thích màu gì đó, ví dụ chuyển sang đỏ đi ha, đó, ví dụ đỏ. Được không? Cần chân D bỏ tròn được chưa? Đó thì không thích thì mình lại chuyển sang màu đỏ. Nếu không thì lui lại history. Màu này vẫn ấn tượng hơn đúng không? Cần chân D. Đó, đại loại là vậy, nhưng mà màu kia thì thực tế hơn, màu này thì không thực tế. Bây giờ mình sẽ so sánh này, các bạn double K nhân bản cái lớp cái file này lên bằng cách là vào edit này. Mình vào cái gì? Image này. Vào menu image chọn gì đây? Duplicate này, tức là nhân bản file. Đó, nhân bản file làm gì? Để mình so sánh. Bây giờ các bạn vô Windows. Mình sẽ cho nó là hai đi ha. Two up vertical này. Đó. Bên này là đã chỉnh rồi đúng không? Ctrl trừ thu nhỏ lại. Còn bên này mình sẽ cho history đi. Mở history ra mình cho nó về về chưa chỉnh đi à, mình tắt hết mắt này đi hả? Rồi đúng không? Rồi, ủa hình này cũng chỉnh rồi mà. Đây file này đi, mở history ra, mở history ra mình chọn về đây. Đây đó, cái file bên trái thì mình đã chỉnh rồi đúng không?
Thay bên trái này mình đã chỉnh rồi, hôm nay là chưa chỉnh rồi. Đó. Đó thì bạn sẽ so sánh giữa cái mà mình đã làm rồi và cái mình chưa làm xem nó có khác gì nhau nhiều không. Được chưa? Đó. Được không? Ví dụ như cái môi này bạn không thích cái màu này thì giống như nãy thôi, các bạn lại lót là vùng tròn lại cho thầy. Mình chọn là môi, lót vùng tròn lại ha, chọn môi. Rồi Ctrl U lên, đổi màu. Đó, đổi màu. Ok, Ctrl D bỏ tròn. Đó. Được không? Rồi các bạn xong. Cái này tắt đi nha. No lưu đi. Xong thì các bạn mệt tất cả những lớp này lại, lưu một cái file Photoshop nha. Lưu một file Photoshop. Ví dụ như là bây giờ thầy muốn làm má hồng thì làm sao đây? Má hồng nè. Tạo một layer mới được chưa? Mình đặt tên là má hồng đi. Dạy luôn. Má hồng, đánh má hồng. Rồi tiếp theo mình chọn màu nè. Các bạn chọn cho thầy cái màu hồng nè. Được chưa? Dùng cái cọ nè, dùng cái cọ mềm tăng nó lên. Dùng cọ mềm ha. Đây má hồng đây. Tăng cái size lên. To quá. Cỡ nào đây? Được chưa? Rồi. Chọn màu hồng to như đây. Tăng cái này lên. Mình dùng cọ chứ. Dùng cọ ha. Để hết cỡ lên ở đây. Các bạn đánh vô đây. Rồi đánh bên này nữa. Thấy má hồng chưa? Đẹp không? Gớm đúng không? Rồi. Bây giờ làm sao? Khi bạn tô vô đây rồi mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo mặt nạ cho nó đúng không? Mình vừa học một cái mặt nạ rất hay, tức là gì? High on được chưa? Rồi lật cái màu trắng lên, dùng cái cọ mình sẽ gì, giảm bớt này xuống ha, giảm bớt xuống. Rồi mình quét vô đây đúng không? Quét giống như là chồng nó quánh vậy đó. Rồi xóa này đi, bên này thì ít thôi. Bên này mình đánh vô đây ha. Rồi các bạn có làm gì đây, có thể là dùng chế độ hòa trộn nha, giảm opacity được không? Cũng được nhưng mà chưa hay. Mình bấm vào cái normal này, chọn chế độ hòa trộn nè, chọn nào đây quên mất rồi. Các bạn chọn cho thầy cái color đi. Color không được mình chọn chọn cái nào hợp lý ta, light color, rồi dope color, color burn đâu mất rồi, soft light, overlay. Thôi giảm opacity xuống đi. Đấy, màu nó nhạt quá nữa. Đó. Thì các bạn cho nó hồng hồng thôi. Được chưa? Rồi dùng mình bôi bớt vô đây đi. Ít hồng thôi đúng không? Con má nó giảm cho mờ mờ thôi. Cái má nó hơi hồng là được rồi. Rồi xong thì bạn lưu cho thầy một cái đuôi Photoshop. Một cái đuôi Photoshop.
chỗ này hơi bị kỳ kỳ á. Thôi được rồi, đây bỏ này đi, chỉ phần trên này thôi nha, trên này thôi. Rồi các bạn lưu một Photoshop, sau đó mình mệt tất cả những lớp này lại với nhau. Đó, các bạn làm phẳng nha thầy, pattern image, đó là mình gộp nó lại, mình cắt, sau đó mình đưa vào cái khung này cho thầy, ghép nó vô cái khung này cho thầy. Đó, cắt bỏ này đi, lồng cái hình đó vô đây. Cái bài này thì các bạn làm rồi, được chưa? Thì mình có được cái bài này. Chúng ta lưu lại đi ha, save app đi. Lưu tạm thời lưu desktop cũng được nha. Rồi xuất đuôi ảnh cho thầy một cái là JPEG. Ok. Rồi bỏ đi.